DevOps là viết tắt của Development, Dev và Operation. Op DevOps là một văn hóa làm việc kết hợp giữa kỹ sư phát triển phần mềm, Dev với bộ phận Operator, kỹ sư hệ thống, nhân viên bảo mật, kỹ sư mạng, kỹ sư hạ tầng, nhằm mục đích rút ngắn vòng đời phát triển sản phẩm SDLC. DevOps không phải là một tool hỗ trợ làm việc mà là một phương pháp làm việc cần đến sự hỗ trợ của các tool. Ngoài ra, không có bất cứ một tiêu chuẩn nào để những những người sử dụng phương pháp DevOps để tuân theo. Nó chỉ đơn giản là một văn hóa, một cách làm việc kết hợp giữa Dev và nhân viên operation thay vì làm việc một mình hay chỉ một team độc lập nào đó